Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hãy trở về quê hương của chúng ta. Chẳng riêng Ngài Quán Thế Âm với chúng ta là cùng một thể, mà cả chư Phật mười phương và chư vị Bồ Tát trong mười phương với chúng ta là cùng một thể. Tuy nhiên, chúng ta với chư Phật chẳng phải là một thể. Tại sao như vậy? Nghĩa này giống như đoạn sau đây trong kinh Pháp Hoa. Có một anh chàng hết sức nghèo khó, cha anh thì lại là một trưởng giả giàu có vô cùng, nhưng anh đã bỏ nhà đi lưu lạc tha phương và không nhận ra lối trở về quê quán. Do đó, có một ngày anh gặp cha anh và không nhận ra đó là cha mình. Tại sao vậy? Bởi vì anh đã xa cha anh một thời gian quá lâu rồi, đến nỗi khi gặp lại anh không biết đó là cha của mình. Tại sao vậy? Bởi vì anh đã xa cha anh một thời gian quá lâu rồi, đến nỗi khi gặp lại anh không biết đó là cha mình. Lý do chúng ta không hợp cùng một thể với chư Phật và chư vị Bồ Tát cũng giống như trường hợp anh chàng nghèo khổ không nhận ra cha của mình như vừa kể. Chúng ta tu đạo, thay vì phải xa lìa mộng tưởng điên đảo hướng tới niết bàn rốt ráo, chúng ta lại xa lìa pháp thân là cha mẹ chúng ta, rồi hướng ra ngoài lang thang ăn xin để không tìm ra được lối trở về quê, thật là đáng thương biết bao. Phải nhớ rằng chúng ta với Phật và Bồ Tát là người trong nhà, cho nên Phật mới nói: hết thảy chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể thành Phật. Nay chúng ta ra ngoài cam làm người nghèo khổ, quên cha mẹ, quên quê nhà. Cha mẹ chúng ta là pháp thân, chính là Phật và Bồ Tát. Họ đều mong mỏi chúng ta mau sớm trở về quê nhà, nơi cõi tịnh độ thường tịch quang. Bây giờ chúng ta ngồi thiền, thiền cái gì? Chính là tìm lại cha mẹ pháp thân, gọi là bể khổ vô biên, hồi đầu thị ngạn, nghĩa là chỉ cần quay đầu lại là có thể trở về quê hương gốc cũ. Bởi ý nghĩa trở về quê quán nên mới có khóa thiền mùa đông 98 ngày này vậy. Ha ha ha, 问什么的说